Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi về cái chương trình mà huấn luyện chúng ta đã có thực hành lâm sàng cho các bạn tại lâm sàng trong từng tour trực. Thì tour bác sĩ Đại sẽ có 3 bạn là 3 tháng và rất nhiều bạn 18 tháng. Thì làm sao các bạn có thể sau 3 tháng cũng như sau 1 tháng của 18 tháng có thể nắm vững được cái chương trình học và điều trị bệnh nhân cho an toàn và hiệu quả. Thì đây xin trong lúc lâm sàng thì chúng ta sẽ có những cái bài giảng về lý thuyết về những cái tình huống lâm sàng, những ca lâm sàng thường hay gặp tại khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy nói chung, cũng như là khi các bạn sau khi 3 tháng các bạn học tập xong rồi thì các bạn có thể đi về lại cơ sở y tế của chính các bạn để áp dụng được và có thể cứu được bệnh nhân, cũng như là có thể truyền đạt được những cái cách các bạn đã học được tại khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy. Đó là cái mục đích của cái chương trình lý thuyết lâm sàng mỗi tuần. Thì thông thường nếu như được thì mỗi tuần sẽ là thứ tư, còn nếu như mà thứ tư mà có vấn đề hoặc là có một cái bận bịu gì đó thì bác sĩ Đại có thể dời vào thứ năm. Thì không phải mỗi mình bác sĩ Đại không, mà chúng ta có thể có những các bác sĩ khác, có những các bác sĩ khác như các bác sĩ đã từng trưởng tour trực, giống như là bác sĩ Hạnh, bác sĩ Phương, hoặc là bác sĩ nhiều bác sĩ khác trưởng phó tour trực, hoặc là các bác sĩ đã từng đi học ở Mỹ, để các bạn có thể thảo luận và chia sẻ các ca lâm sàng mà khi các bạn đã đi lâm sàng. Không những tour bác sĩ Đại, có thể tour bác sĩ Thế hay các tour các bác sĩ khác thì các bạn cũng có thể hiểu được và cũng bạn có thể đánh giá được, và từ đó thì mình có thể giúp ích được cho bệnh nhân tại khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy nói chung, cũng như tại các khoa lâm sàng và các bệnh viện khác nói riêng. Thì bây giờ Đại xin trình bày một trong những cái ca lâm sàng rất là thường gặp tại khoa cấp cứu, không phải ở Chợ Rẫy không, mà ở tất cả những nơi khác ở Việt nước Việt Nam, đặc biệt khi chúng ta đi và đi với xe gắn máy thì chấn thương sọ não do tai nạn giao thông là rất là thường gặp. Nên cái chuyên đề này các bạn thấy đây là một cái hình ảnh minh họa rất là rõ ràng của một cái chấn thương sọ não, rất nhiều là máu tụ. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy được là cái máu tụ dưới màng cứng, máu tụ ngoài màng cứng và máu tụ trong não là ba cái máu tụ thường thấy nhất tại chấn thương sọ não. Như vậy đối với một cái ca chấn thương sọ não vô thì các bạn cần phải làm gì để cho bệnh nhân và cho an toàn cho bệnh nhân. Em ơi tắt cái micro em ơi. Em rồi các em là tắt cái micro nha. Rồi rồi cảm ơn các bạn. Thì đây là một cái ca lâm sàng, đây tình huống lâm sàng rất thường gặp, đó là bệnh nhân nữ trẻ, bệnh nhân bị tai nạn giao thông cách nhập viện 3 tiếng, bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện địa phương có chụp CT scan như hình bên nha và chuyển tuyến lên bệnh viện Chợ Rẫy. Thì chút tình trạng lúc nhập viện là bệnh nhân mê sâu 6 điểm, huyết áp 12 trên 8, mạch 60 lần một phút, SpO2 96% và nhịp thở là 16 lần một phút. Thì như vậy thì đối với một cái ca lâm sàng như vậy thì các bạn cần xử trí như thế nào để cho đúng và an toàn cho bệnh nhân, để cứu được bệnh nhân. Thì như ta thấy được đây là một con sàng một trường hợp lâm sàng của mình, trường hợp cấp cứu chấn thương. Thì đối với một cái ca chấn thương sọ não, các bạn thấy có thể là cái đầu cái chấn thương rất là nặng như vậy á, nhưng mà các bạn đừng để cái tổn thương dễ thấy mà quên đi các tổn thương có thể đi kèm. Ví dụ như các bạn thấy cái não của bệnh nhân nó tổn thương như vậy, các bạn thấy một cái đùi tổn thương rất là nhiều nhưng mà các bạn có thể quên đi ví dụ như các bạn lo cấp cứu chấn thương sọ não mà các bạn quên đi bệnh nhân có một cái gãy đùi, hở đùi, cái tổn thương mạch đùi chẳng hạn vậy, hoặc là một cái gãy hở cái ký chi dưới mà nó tổn thương là mạch khoeo, thì cái đó là cực kỳ nguy hiểm. Như vậy thì đối với một cái chấn thương sọ não nó là nằm trong một cái trường hợp cấp cứu chấn thương chung, thì các bạn đừng có để một cái chấn thương dễ thấy như vậy mà quên đi các tổn thương có thể đi kèm. Rồi thì nguyên tắc cấp cứu chấn thương thì chúng ta cần phải triage, cũng như là nguyên tắc là ACOS ha. ACOS các bạn có thể search lại để bạn coi lại được ha, để đánh giá ban đầu xong rồi chúng ta hồi sức, xong rồi chúng ta đánh giá lại, xong rồi chúng ta đánh giá thứ phát thứ cấp là primary survey, secondary survey. Sau đó trong khi làm như vậy thì chúng ta cần phải hồi sức song song, và sau đó thì chúng ta đánh giá lại. Cái này là cái ATS chúng ta rất là thường thấy,
trên lâm sàng cũng như là trên khi mà được huấn luyện thực hành thực tế tại khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy. Ví dụ như các bạn thấy một ca chấn thương nặng và trong bốc nặng thì thông thường ví dụ như các bạn ở trong tu bác sĩ đại, các bạn thấy bác sĩ ẩn hay bác sĩ huy hay các bác sĩ nội trú của bộ bệnh của hồi sức cấp cứu người ta làm gì? Người ta sẽ đánh giá ban đầu trước, người ta cho siêu âm trước, sau đó người ta hồi sức ban đầu, sau đó người ta mới kiểm tra lại ổn định rồi người ta có thể cho chụp CT scan. Lúc đó người ta sẽ đánh giá lại lần hai là secondary survey để đánh giá coi bệnh nhân có như thế nào, có vỡ gan vỡ lách hay gì không, sau đó người ta mới xử lý dứt điểm là có mổ hay không hoặc là DSI hay không hay là một cái gì khác. Đó là primary survey, secondary survey và sau đó mình đánh giá lại, sau đó mình làm một vòng như vậy thì đảm bảo bệnh nhân an toàn. Thì trong một cái chấn thương sọ não, chấn thương cấp cứu, chấn thương nói chung á là luôn luôn là A B C D E. Cái này cũng được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần khi mà một bệnh thương vô. A là chúng ta nói là đường thở, B là không khí, C là tuần hoàn hoặc ngăn chảy máu, D là tình trạng thần kinh, E là exposure và environment control, nghĩa là bộc lộ bệnh nhân và kiểm soát môi trường làm sao cho bệnh nhân ổn định. Vì vậy cấp cứu chấn thương sọ não nó nằm trong một cái cấp chấn thương chung, thì làm sao mình đánh giá, mình đảm bảo cho nó an toàn như primary survey, mình làm sao mình dấu hiệu sinh tồn khi máu động mạch oxy, đọc xong tiểu xong dạ dày đường nước tiểu ra và đo điện tim nếu như bệnh nhân lớn tuổi. Thì tất cả những cái này là trong một cái cấp cứu chấn thương cơ bản, chấn thương sọ não sẽ nằm trong một cái cứu chấn thương cơ bản như vậy thì đảm bảo cho bệnh nhân cấp cứu chấn thương an toàn. Thì cấp cứu chấn thương cơ bản vậy thì nó sẽ làm gì tiếp, như siêu âm y phát, như y phát dương tính thì người ta đem đi mổ chẳng hạn vậy. Rồi rồi thực tế lâm sàng một cái ca chấn thương sọ não chúng ta cần phải thực hiện cái gì, thí dụ như ca nãy 26 tuổi bệnh nhân chấn thương sọ não vô 6 điểm CT tuyến trước là có máu tụ ngoài màng cứng thì mình cần thực hành những gì. Đầu tiên mình phải đánh giá được cái điểm Glasgow, điểm hôn mê Glasgow hay Glasgow Coma Scale. Thì làm sao nhớ, các bạn nhớ là 4, 5, 6 là cái mắt, cái miệng, cái tay là 4, 5, 6. Rồi cái này là, rồi cái này là tiếng Anh, cái này là cái tiếng Việt. Thì các bạn thấy được là đánh giá, nếu như bạn đã quen rồi thì các bạn đánh giá rất là nhanh. Tuy nhiên nếu như các bạn không quen thì các bạn đánh giá từ từ, như mở mắt tự nhiên hay không, bệnh nhân gọi mở không, hay là bệnh nhân phải cấu bệnh nhân mới mở mắt được, hoặc là bệnh nhân cấu xong bệnh nhân cũng không mở mắt được. Đó là 421, 4321. Còn tiếng thuyết bằng lời, ví dụ bệnh nhân gọi bệnh nhân trả lời đúng 5 điểm và trả lời chậm nhưng mà trả lời đâu đâu á 4 điểm, trả lời rất là lộn xộn là 3 điểm, trả lời ú a ú ớ là 2 điểm và nằm yên là 1 điểm. Và tiếp theo là cái vận động, vận động thì làm theo y lệnh là 6 điểm. Bệnh nhân kéo cái bệnh nhân gạt tay đúng chỗ mình là 5 điểm. Còn nếu như bệnh nhân bấu cái bệnh nhân gạt tay quơ lung tung là 4 điểm. Còn ví dụ như bệnh nhân gấp cứng hai tay, gồng cứng hai tay là 3 điểm và duỗi cứng hai tứ chi là 2 điểm và cuối cùng là bệnh nhân làm cái gì bệnh nhân cũng không đáp ứng hết là 1 điểm. Như vậy thì chúng ta đối với một cái ca chấn thương sọ não như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi đầu tiên là cái ca này chúng ta cần phải bảo vệ đường thở hay không, khi nào chúng ta đặt nội khí quản và khi nào chúng ta cần nội khí quản và chúng ta tiếp tục chúng ta thông khí như là bằng máy thở hoặc là vận chuyển khi nào chúng ta bóp bóng đi thì chúng ta đánh giá được thì khi nào. Thì đây là một trong những cái chỉ định trong cái ACS là trong cái cấp cứu chấn thương của Mỹ. Thì nếu như chỉ định rất là cao, ví dụ bệnh nhân Glasgow Scale dưới 8 điểm và bệnh nhân có CT scan nó bất thường, bệnh nhân có một cái chấn thương sọ não nặng và một cái CT bình thường nhưng ít nhất là nó có hai trong các này, ví dụ nhân nhân trên 40 tuổi, bệnh nhân có một cái vận động bất thường hoặc là một cái huyết áp bệnh nhân rất là thấp. Thì như vậy thì các bạn thấy nếu như mà trong thực hành lâm sàng các bạn thấy ví dụ bệnh nhân chấn thương rất là nặng vô, có thể bệnh nhân sọ não cũng không có tổn thương nhiều nhưng mà bệnh nhân có một cái tình trạng là đang choáng thì chúng ta cần phải bảo vệ đường thở bệnh nhân, thì lúc đó chúng ta cũng cần thiết phải đặt nội khí quản. Rồi thứ hai là nếu như là một cái chỉ định có thể, ví dụ như là bệnh nhân không không thể nào mà đánh giá được chức năng và bệnh nhân liệt rồi, hoặc bệnh nhân không thể làm một cái thủ thuật mà để khẩn cấp được, thì nói chung là đặt nội khí quản để đảm bảo vệ đường thở và thông khí. Và thông thường tại cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy hoặc là tất cả cấp cứu tôi đặt nội khí quản khi Glasgow nó dưới bằng 8 điểm rồi và có thể và có và không có một cái CT scan bình thường hoặc bất thường. Rồi ví dụ như cái ca này là một cái ca mà chấn thương sọ não, mà sọ não bình thường nhưng mà bệnh nhân bị rách hàm mặt rất là nặng nề,
À, nó vỡ lơ pho này là vỡ có thể là lơ pho ba, mà rất rất nặng nề. Như vậy thì chúng ta đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở là chủ yếu. Rồi tiếp theo chúng ta làm gì nữa? Tiếp theo chúng ta phải biết được cái nguyên lý, cái mục tiêu của cấp cứu chấn thương sọ não. Như vậy mục tiêu chấn thương sọ não là sẽ đánh giá được áp lực tuyến máu não, CVP và khả năng cần giải dọc phẫu thuật cấp cứu. Như vậy thì tất cả những cái gì mình đang làm là mình làm sao mình đảm bảo được cái áp lực tuyến máu não của cái phần não bình thường, cái phần não chưa tổn thương của bệnh nhân, thì lúc đó thì bệnh nhân mới 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 có thể hồi phục được. Cái đó là cái mục tiêu chính của mình ha. Mình làm sao thì não nào đã tổn thương rồi thì phần mình giải cứu nó, nhưng mà những não nào chưa tổn thương, cái máu tụ nó ép vô làm cho thiếu máu não, thì vậy là cái mục đích chính của cấp cứu chấn thương sọ não sẽ là giải áp được và tăng áp lực được tuyến máu não để đảm bảo được cái phần não nào chưa tổn thương nó an toàn. Đó là mục tiêu chính. Thì như vậy thì chúng ta phải biết được, chúng ta đánh giá được cái áp lực, được tính được cái áp lực tuyến máu não hay CVP hay là cerebral perfusion pressure. Rồi thì cái này chúng ta đánh giá được bằng cái gì? Chúng ta đánh giá được CVP bằng áp lực động mạch trung bình trừ cho áp lực nội sọ ha. Thì như vậy thì áp lực động mạch trung bình là chúng ta có thể đo được, chúng ta có thể động mạch xâm lấn được ha. Còn áp lực nội nội sọ là cái gì? Các bạn nghe nói là tăng áp lực nội sọ giảm áp lực nội sọ, thì như vậy áp lực nội sọ làm sao chúng ta biết được? Thì chúng ta có thể đoán được hoặc chúng ta đo trực tiếp. Đây là một cái hệ thống đo áp lực nội sọ. Đây, cái này á là nó rất có thể làm tại tại bệnh viện Chợ Rẫy, là làm tại khoa hồi sức ngoại thần kinh. Làm chứng ngoại thần kinh là người ta có thể đưa một cái khoang vô, người ta đục một cái lỗ trên não và sau đó người ta đưa một cái sensor vô tại trong trong cái vỏ não để đánh giá được là cái áp lực của nội sọ là bao nhiêu. Đó, người ta sẽ đưa lên được cái monitor đây và người ta sẽ theo dõi liên tục. Thì cái đánh giá được áp lực nội sọ này nó là cực kỳ quan trọng trong những trường hợp nào, những trường hợp mà chấn thương sọ não mà máu nó lùm chừng ở giữa, nó có thể mổ và không mổ. Đó, thì khi mà đánh giá như vậy được á thì mình sẽ biết được là khi nào có chỉ định mổ. Để nói vậy chi, nói vậy là ICP mình có tại cấp cứu thường mình không đặt, nhưng mình có thể đoán được cái ICP bằng cách nào? Mình có thể đoán được cái ICP bằng cách nào? Đoán được ICP bằng cách là cái tam trứng kết sinh này là ICP là bão não tăng lên. Thì khi khi mà ICP tăng lên khi nào? Thứ nhất là nhịp tim nó giảm, thứ hai là huyết áp nó sẽ rộng ra, và cuối cùng là nó siêu hấp. Như vậy thì nếu như bệnh nhân có một cái tam chứng kết sinh này, nhịp tim giảm, huyết áp, nó chênh lệch rất là lớn giữa tâm tu và tâm trương, và bệnh nhân có thở thấp, thở chậm đi, thở yếu đi, thì đó là một trong những cái mình nghĩ nhiều là bệnh nhân đang có một cái tăng áp lực nội sọ. Thì tăng áp lực nội sọ khi nó lớn lên huyết áp trung bình thì nó thể gây nên tình trạng là máu lên não không đủ, và cái não mà nó chưa tổn thương nó sẽ bị thiếu máu nuôi và dẫn đến tình trạng là bệnh nhân có thể bị nặng hơn và cái não nó sẽ khó hồi phục và bệnh nhân có thể tử vong. Rồi thì ngoài ra nếu như mà chúng ta không có tam chứng này, nhưng mà chúng ta có những cái triệu chứng khác như bệnh nhân yếu, bệnh nhân mệt mỏi, bệnh nhân đau đầu, bệnh nhân nôn ói, người ta gọi là đau đầu và ói vọt ra, đó là những cái để gợi ý nó đang có tăng áp lực nội sọ. Bệnh nhân có một cái chi giác nó mờ hoặc là bệnh nhân có một cái rối loạn hành vi, ví dụ như trước giờ bệnh nhân bình thường nhưng mà tự nhiên 2-3 ngày nay bệnh nhân cảm giác bệnh nhân rất là kỳ cục, nói chuyện rất là linh tinh, chụp ra nhiều lúc là cái máu tụ mạng chẳng hạn. Vậy để nói lên được khi mà ICP một áp lực nội sọ nếu như mình đo được chính xác trực tiếp như tại hồi sức ngoại thần kinh thì rất là tốt, còn nếu như không có thì chúng ta đánh giá bằng cái tam chứng kết sinh và các triệu chứng khác gợi ý lên là một cái tăng áp lực nội sọ. Thì điều trị nó như thế nào? Thì điều trị của tăng lực nội sọ thì chủ yếu là mình xài mannitol, mình cho tăng thông khí, và có thể sử dụng NaCl 3% natri nồng độ cao chẳng hạn. Vậy rồi gì điều trị đây để đánh giá rồi bự cho bạn coi. Thì các bạn thấy cho mannitol, các bạn thấy khi mà bác sĩ ngoại thần kinh xuống có những trường hợp trên lâm sàng, các bạn theo dõi lâm sàng, bệnh nhân có một cái máu tụ nó vừa phải thôi. Mổ cũng dở mà không mổ không được. Đó thì cuối cùng người ta quyết định là người ta đãi áp, người ta giảm cái ICP xuống để chi? Cái mục đích luôn luôn các bạn nhớ, mục đích của chấn thương sọ não điều trị là gì?
là làm cho cái CBB là áp lực tưới máu não nó ok, có nghĩa là các bạn đưa huyết áp trung bình lên cao và các bạn giảm được cái ICP, có nghĩa là các bạn giảm được cái áp lực nội sọ, là đảm bảo được là áp lực tưới máu não là những thằng não còn lại của bệnh nhân nó ổn định hơn mà nó an toàn hơn. Đó là cái mục đích chính của chấn thương sọ não. Thì như vậy thì mình cho mannitol, mình cho tăng thông khí, mình cho bệnh nhân ngồi cao hơn chút, các bạn lên hồi sức ngoại kinh các bạn thấy cả các bệnh nhân đều được ngồi nằm cao hơn khoảng 10 tới 15 độ để đảm bảo cho cái lực tưới máu não. Rồi chúng ta sẽ cuối cùng là chúng ta nếu như mà không giải quyết được thì chúng ta cần phải mở sọ giải áp. Rồi chúng ta có khi nào na, khi mà cấp cứu vậy thì chúng ta biết được khi nào chúng ta mổ cấp cứu, thì chúng ta mổ cấp cứu khi nào chúng ta có, đây là một trong một cái bảng rất là hay. Cái bảng này là một trong những cái guideline của Mỹ. À, thí dụ như là epidural là một cái máu tụ ngoài màng cứng, khi thể tích phải trên 30 cm khối, điểm Glasgow dưới 9 và cuối cùng và kèm theo với một cái dấu suy giãn thần kinh nha, lớn hơn 30 cm khối. Còn dưới màng cứng là như thế nào? Dưới màng cứng là lớn hơn 10 ly, à, dày hơn 10 ly và đường giữa nó lệch qua trên 5 ly. Bệnh nhân có Glasgow dưới 9 điểm và bệnh nhân có giảm 2 điểm Glasgow trong 2 lần, à, 2 lần khám nhất định, ví dụ như 1 tiếng hay 2 tiếng. Cái này rất là quan trọng đối với cấp cứu cũng như khoa chấn thương sọ não. Như các bạn khám lần đầu, các bạn khám lần thứ hai, à, 2 3 tiếng sau các bạn khám lại mà bệnh nhân tụt dưới trên 2 điểm, ví dụ như bệnh nhân từ 13 điểm xuống 10 điểm, à, cái đó là coi chừng có thể cần phải mổ cứu, các bạn phải chụp CT sọ lại để đánh giá coi như thế nào nha. Và bệnh nhân có một cái giãn động tử một bên, à, hoặc là động tử nó bóp méo, và cuối cùng là bệnh nhân có thể có ICP lớn hơn 20 mm thủy ngân. Bây giờ thì các bạn nếu như các bạn có trên hồi sức ngoại kinh, các bạn mổ được, các bạn đặt được cái sensor vô, đặt được cái sensor vô não thì các bạn thấy nếu như ICP mà lớn hơn 20 thì các bạn có khả năng là cái ca này cần phải mổ giải áp. Rồi nếu như cái một cái máu tụ trong não là các bạn thường thấy ở trong cấp cứu mình một cái tổn thương máu tụ, ví dụ như xuất huyết bao trong như này, à, thì làm sao, khi khi mà mổ khi nào? Mổ khi mà thể tích nó Bác đã lớn quyết hơn định 5 50 cm thôi. trong Em cuộc ơi sống tắt đi của Như bác ơi. là tiêu chí. Em mute đi Như. Rồi ngoài ngoài ra thì nếu như mà máu tụ, à, trong não lớn hơn 20 cm khối và nó đẩy đường giữa lớn hơn 5 ly, à, hoặc là xóa nền, xóa mỡ bể não thì máu tụ trong não này có thể mổ. Mình biết đi chi, mình biết được là cái ca này mình nhận bệnh cấp cứu, mình nhận bệnh ở nơi ở tỉnh, mình nhận bệnh ở huyện, thì các bạn thấy nếu như bạn chụp ra các bạn đánh giá được với cái bảng này, thì các bạn ra cái này cần phải mổ thì các bạn cần phải đưa bệnh nhân tới cái trung tâm nào ngoại thần kinh nào mà có thể mổ được. Và ngoài ra trước khi đi dậy thì các bạn phải giảm áp lực nội sọ để đảm bảo cho những nhu mô não còn lại nó có thể sống được, và bệnh nhân nếu như mổ được sớm bệnh nhân hồi phục được thì khả năng hồi phục bệnh nhân cái não phần còn lại sẽ rất là tốt. Rồi còn nếu như máu tụ hố sau, máu tụ hố sau thì thông thường thì người ta mổ khi nào mà nó xóa cái não thứ tư hoặc là cái nền não, à, hoặc là một cái não, là một não ung thủy mà tắc nghẽn, à, thì cái này người ta thường hay mổ. Thì như vậy thì đối với cái bảng này các bạn đánh giá làm sao, các bạn đánh giá thì làm trong sàng một cách thường xuyên thì các bạn có thể quên thì các bạn hãy nhìn lại các bạn đánh giá như thế đó. À, thì lúc mổ người ta làm gì? Thường người ta sẽ mở sọ và người ta thường sẽ mở sọ và người ta giải áp ra. Rồi và luôn luôn nhớ nếu như mà trung tâm các bạn mà không làm được hoặc là chúng ở bệnh viện các bạn không làm được thì chuyển viện là cái an toàn nhất, và nhớ luôn luôn là phải giảm áp và giảm cái ICP xuống để đảm bảo cho cái CBB não còn lại nó được an toàn. Rồi cho bệnh nhân có thể nếu như bệnh nhân hồi phục được là bệnh nhân có chi giác nó sẽ ổn định hơn. Rồi đây là những cái CT chấn thương sọ não thường gặp trên lâm sàng. À, đây là một cái ví dụ, tại vì các bạn ở nhiều trường y khác nhau, các bạn ở nhiều cái trung tâm khác nhau, khi các bạn thi thực hành tại cấp cứu chợ rẫy thì các bạn cần phải biết được là chợ rẫy thực hiện, rồi chúng ta gặp rất là nhiều những trường hợp nó giống giống như vậy, à, giống như vậy nặng hơn hoặc cái gì vậy, à, thì rất là nhiều cái, đây là những cái là ví dụ kinh điển. Ví dụ đây là một cái máu tụ ngoài màng cứng, là máu tụ có hai mặt lồi, à, thấu kính hai mặt lồi, có nghĩa là cái này lồi và cái trong này lồi, thì cái này là máu tụ ngoài màng cứng, gọi là tiếng Anh gọi là epidural, à, nếu như lớn hơn 30 và Glasgow dưới 9 và tổn thương, ha, thì cái đó cái chỉ định mổ. Rồi
Cái thứ hai là subdural hay là máu tụ dưới màng cứng, là máu đứng hai mặt mỏng đây, mà một luôn gồ lồi và luôn gồ lõm ở đây ha, nó giống vậy nè đó. Thì làm gì, nó mổ phi lớn hơn 10 ly, chiều rộng lớn hơn 10 ly và nó lệch quá hơn lớn 5 ly đó, thì cái này là có chỉ định mổ rồi. Cái hình ảnh thứ ba là cái hình ảnh máu tụ trong não. Mình lên máu tụ trong não thì các bạn thấy cái đường giữa đây và cái thể tích đây, thì làm sao các bạn đánh giá được cái thể tích như thế này? Thì trên lâm sàng, nếu như các bạn đi với bác sĩ đại thì các bạn thấy được bác sĩ đại đánh giá thứ nhất là bao nhiêu xuất hiện, bao nhiêu slide, đường kính lớn nhất, đường kính nhỏ nhất, và sau đó cuối cùng là mình nhân ra, mình sẽ có những cái tỷ lệ nhất định để mình tính ra được à, cái này là có thể lớn hơn 50 cm khối hay không, để lúc đó mình có thể mời ngoại kinh và có thể áp cho bệnh nhân. Đây người ta đánh giá đây, rồi cái đường giữa đây, đây và đường di lệch đây, rồi cuối cùng đã là một cái máu tụ hố sau đây, máu tụ hố sau đây, rồi ngoài màng cứng hố sau, để sẽ mổ khi nào nó sẽ xóa vỡ được cái lạc thước 4 này. À, thông thường mấy cái này thường theo rất là sát và thường là mổ rất là sớm. Và cái ngôn ngữ thường gặp một cái chấn thương sọ não là một cái xuất huyết dưới nhện, ha, subarachnoid hemorrhage, thì thông thường mấy cái này thường sẽ không mổ, thường sẽ là điều trị nội khoa để đảm bảo cho cái áp lực nội sọ nó ổn, nó giảm và bệnh nhân có thể hồi phục lại được, và cái phần não mà nó không bị xuất huyết như những phần não này thì nó sẽ ổn định hơn và nó sẽ không có bị tổn thương nhiều hơn. Rồi như vậy kết quả là gì? À, đặt nội khí quản thở máy, à, cái ca đầu tiên á, à, chúng ta có thể mở vỏ sọ cấp cứu và hậu phẫu ổn định, bệnh nhân có thể xuất viện. Rồi đó là cái mà mình thường gặp ở khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy. Thì bây giờ nhưng mà các bạn nào có câu hỏi gì thì xin hãy đặt câu hỏi với bác sĩ đại. Thì ngoài bác sĩ đại ra thì còn rất nhiều các bạn khác ở trong tour, ví dụ như là bác sĩ Nhung phó tour, bác sĩ Danh phó tour, bác sĩ Thông, bác sĩ Tân có thể hỗ trợ các bạn, cũng như trong bốc là có bác sĩ Ẩn có thể hỗ trợ các bạn về vấn đề chấn thương sọ não. À, không quản ngoài chấn thương sọ não ra còn ngoài cái khác nữa, thì làm sao các bạn có thể tiếp cận được, các bạn có thể biết được cái lý thuyết cũng như thực hành lâm sàng của cái không phải chấn thương sọ não không, còn có nhiều chuyên đề khác. Thì hy vọng thì trong những thời gian tiếp theo thì mỗi tuần thì mình sẽ ôn luyện lại từng cái chuyên đề, mình sẽ nói từng cái chuyên đề để mình có thể hiểu hơn, tâm đắc được hơn, để gì để khi nào đi về lại cái cơ sở y tế của mình thì có thể có giúp được bệnh nhân và cho bệnh nhân sống cũng như là chuyển viện an toàn, hạ được cái áp lực nội sọ, làm cho nếu như bệnh nhân thành công, bệnh nhân sống được thì bệnh nhân có thể hồi phục được và có một cuộc sống tốt hơn. Vậy các bạn có ai hỏi, có hỏi ý kiến gì không ạ? Có ai có câu hỏi nào không? Mình cứ trao đổi rất là bình thường, giống như là bác sĩ đại đang trưởng tour, đang ở trong tour trực vậy đó. Các bạn cứ hỏi và bác sĩ đại có thể trả lời cho các bạn giả thuyết về lý thuyết cũng như thực hành. Thì gặp nhau mỗi tuần một lần như vậy thì sẽ ráng các bạn sẽ hiểu nhau hơn ha. Có ai hỏi gì về cái chấn thương sọ não cấp cứu không ạ? Thấy có ca nào mà đáng lẽ mổ mà cuối cùng mà ngoại kinh không mổ không ạ? Các bạn thấy có ca nào như vậy chưa? Ở đây có đây có Minh Châu, là Minh Châu biết có thấy cái nào vậy không em? Dạ chưa anh ạ. Chưa ha. Thấy cái nào cần mổ là đều mổ được đúng không? Như vậy thì các bạn khi các bạn đi lâm sàng như vậy á, thì các bạn ví dụ như đã có cái bảng đó rồi, các bạn biết cái ca này ok, cái ca này là cả máu tụ rồi, máu tụ dưới màng cứng và màng cứng rồi ha. Các bạn biết được cái lý thuyết như vậy rồi, mà lúc đó các bạn cần phải báo cho các anh lớn chút tiết đến gì để chúng ta mời sớm để có thể mổ phẫu thuật sớm cho bệnh nhân. Các bạn cầm cái CT tuyến trước lên, các bạn thấy một cái tổn thương rất là nhiều như vậy mà các bạn im lặng rất là nguy hiểm. Các bạn thấy ồ, cái tổn thương này theo lý thuyết anh Đại nói á, ca này ví dụ như là ngoài màng cứng á chỉ có 30 cm khối thôi là mổ, dưới màng cứng á, lệch qua 10 ly là mổ, thì nhưng mà cái này nó đã quá rồi thì các bạn cần phải báo động để cho các anh em ta làm sớm, rồi để cái gì hoãn kinh xuống người ta chỉ định mổ. Ngoài ra có những trường hợp người ta không mổ là lý do là gì? Lý do là người ta sẽ đánh giá những lợi và hại. Ví dụ như bệnh nhân có trên hình ảnh CT
nó có đủ chỉ định mổ rồi, nhưng bệnh nhân vẫn còn rất là tỉnh táo, bệnh nhân gas siêu âm 15 điểm, không có dấu hiệu gì hết, thì đôi lúc người ta sẽ đánh giá, người ta sẽ cho mannitol, người ta cho hạ ICP xuống rồi người ta theo dõi, thì hy vọng thì cái máu đó nó sẽ tự hấp thu ngược lại và người ta sẽ diễn tiến dẫn đến lúc của nó là không cần phải mổ nữa. Thì cái đó đôi lúc người ta vẫn làm à, những thời điểm đó thì nếu như vô tay thì bác tài lại thấy được, thì anh đại thấy được thì anh đại sẽ chỉ cho tụi em tại sao người ta làm như vậy, và làm như vậy thì có lợi cho bệnh nhân hay là có hại cho bệnh nhân. Nên đôi lúc mổ là gì, mổ khi mấy bạn thấy cái hình nãy à, người ta lấy nắp sọ ra xong người ta lấy mô tụ ra thì khả năng nhiễm trùng rất là cao, cho nên nếu như mà mình có thể giảm giảm thiểu được cái chuyện mổ được của bệnh nhân thì nó sẽ rất là tốt cho bệnh nhân đó. Mình phải cân bằng giữa lợi ích và hại, và luôn luôn nhớ là khi mà cấp cứu chấn thương sọ não phân tắc em thanh em, khi cấp cứu với chấn thương sọ não á là luôn luôn nhớ cái mục tiêu cuối cùng là gì, mục tiêu cuối cùng là cứu vãn những mô não còn lại của lâm sàng à, có nghĩa là cứu nạn cứu hoãn và cứu vãn những cái mô não còn sót lại, cái nào đã dập nó dập rồi, nó mất chức năng rồi, nhưng mình làm sao những cái não còn lại nó hoạt động đúng chức năng đó thì bệnh nhân sẽ sớm quay lại được cái cuộc sống ban đầu. Mà cách nào em nhớ ha, làm sao làm vậy thì mình đảm bảo cho cái CBB, có nghĩa là áp lực nó sẽ tăng, nó sẽ là ổn định. Dạ, thưa anh Hiệp. Dạ, anh Hiệp có nói là à, nên nói thêm về à, vết thương sọ não và lún sọ. Dạ, thì thông thường thì các bạn biết chúng ta thấy trên lâm sàng à, có ba các bạn có thấy được một cái vết thương sọ não, ví dụ như bệnh nhân bị chém ngay đầu, hoặc là bệnh nhân bị bắn vô đầu, hay bệnh nhân té xuống cái gì đó, nó sẽ ngang qua cái sọ và nó đi ngang qua màng cứng à, dẫn đến tình trạng là cái màng cứng nó bị rách và não với lại à, sọ não nó đi xong nó để thông thường với nhau. Vì như vậy thì khả năng nó là dễ nhiễm trùng rất là cao. Vì dấu hiệu chủ yếu của một cái vết thương sọ não là dấu khí ở trong não. Thì nếu bạn thấy à, khi bạn thấy một cái ca lâm sàng có cái CT rồi, các bác sĩ đại anh đại hay đưa các bạn coi à, cái này là khí nè à, cái này khí, như vậy là nó có thông thương giữa bên ngoài và bên trong não rồi, thì cái này có khả năng là một cái vết thương sọ não hoặc là vỡ sàn sọ dẫn đến khí nó chui vô trong não. Thì như vậy thì cái khả năng nhiễm trùng của những trường hợp đó nó sẽ rất là cao à, những trường hợp rất là cao. Và như vậy thì thông thường theo nguyên tắc những cái vết thương sọ não mà nếu như nhiễm trùng, nếu như mà nó dơ thì khả năng là cần phải mổ để làm sạch, nó y hệt như chỉnh hình vậy, mình phải mở ra mình làm sạch đó, mình làm sạch cái vết thương đó, mình xài kháng sinh một thời gian để đảm bảo cho nó không bị nhiễm trùng. Rồi còn lún sọ khi nào, lún sọ chúng ta sẽ có cái lún sọ đối với đứa bé là lún sọ ping pong, có nghĩa là nó lõm giòn cái à, nó lõm giòn cái à, thì thông thường với lún sọ ping pong người ta sẽ không làm gì cả. Còn nếu như một cái tổn thương sọ não mà lún sọ thì chúng ta đánh giá về cái vết lún đó nó có quá một bản sọ hay không. Như vậy thì lý thuyết khi mà một cái tổn thương lún sọ mà hai cái xương sọ nó cách nhau ra trên một bản sọ thì người ta nói đó là cái lún sọ đó cần phải phẫu thuật cấp cứu để chi, để sắp lại à, để cho an toàn. Ngoài ra nếu như một cái lún sọ đó mà nó kèm với tụ khí nội sọ thì đó nó chính là gì, nó chính là một cái vết thương sọ não kèm lún sọ hở, thì cái đó là chắc chắn là cần phải mổ, mình mổ để mình làm sạch cái đó, mình đảm bảo cho cái sọ não nó an toàn. Như vậy nếu đôi lúc lại có những trường hợp à, vô một cái lún sọ nó quá một bản sọ nhưng bác sĩ ngoại thần kinh thì lại không mổ à, như vậy thì tùy theo cái cảm nhận của phẫu thuật viên à, tùy theo lâm sàng của bệnh nhân, đôi lúc người ta sẽ không mổ, đến đôi lúc người ta nghĩ là bảo tồn nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên nếu như mà một cái tổn thương mà lún nát hay là vỡ nát cái bản sọ thì tốt nhất là nên mổ để làm sao làm sạch cái vết thương đó để ngăn ngừa cái tổn thương nhiễm trùng. Và luôn nhớ cái nguyên tắc của chấn thương sọ não luôn luôn là đảm bảo à, hồi phục được những cái bản sọ à, hồi phục được những cái nhu mô não chưa bị tổn thương để cho người ta nó hồi phục được. Và thứ hai là mình phải đảm bảo cho nói chuyện người ta sẽ không bị nhiễm trùng thần kinh trung ương như là nhiễm trùng màng não, ví dụ nhiễm trùng não gây nên áp xe não chẳng hạn vậy. Nếu những trường hợp bệnh nhân bị à, vết thương sọ não
mình xử lý không kỹ ha, trong vòng 2 tuần sau, 3 tuần sau bệnh nhân vô mình với tình trạng là một cái áp xe não, áp xe não, áp xe màng não, lúc đó mình mổ là mổ để giải quyết cái đó, mình mổ mình lấy mủ ra, đó là chuyện, là chuyện khác. Như vậy thì mình làm sao mình tránh được cái biến chứng nặng nề nhất của cái vết thương sọ não, đó là nhiễm trùng. À, và nhiễm trùng thần kinh trung ương là một trong những nhiễm trùng rất nặng và gây nên cái tàn tật và di chứng cực kỳ nặng nề. Rồi, các bạn còn hỏi gì đâu mà? Dạ, sếp Hiệp có thấy được không ạ? Rồi, còn ai hỏi gì không? Triết, em đi một tháng ở đây em thấy nhiều ca chấn thương sọ não chưa? Chiếc sẽ thấy nhiều mà à. Nhưng mà nếu như các bạn, nếu mà chiếc nhiều, các bạn mới biết được cái nguyên tắc á, thì mình rất là dễ nhớ à. Mình quan trọng là mình biết được cái nguyên tắc, mình học bác sĩ, mình học y là mình sẽ biết được cái logic, logic là A sang B sang C. Vậy nếu như mình biết được cái nguyên tắc đó thì mình sẽ nhớ được cái công thức CBB bằng huyết áp động mạch trung bình trừ cho ICP. À, như vậy CBB nó phải cao, có nghĩa là huyết áp động mạch trung bình nó phải cao và ICP nó phải thấp. À, để đảm bảo CBB nó cao để cho cái não nó sống. À, thì huyết áp động mạch trung bình nó sẽ cao nên hầu hết các ca chấn thương sọ não các bạn tránh để bệnh nhân tụt huyết áp. Các bạn để huyết áp 12, 13 là đẹp, tốt nhất là trên 13, 14 những chấn thương sọ não mà nó tổn thương não, nó phù não ấy, mình đảm bảo em cái huyết áp động mạch trung bình nó phải cao. Sau đó chúng ta đo được cái huyết áp, áp lực nội sọ nữa thì tốt, còn không có thì các bạn phải theo dõi cái tam chứng kích sinh hay là những cái triệu chứng như là đau đầu, nôn, ói, vọt để đánh giá được khi cái ICP lên cao, quá cao. À, nó làm cho cái CBB nó thấp hoặc là âm luôn, là cái vùng não còn lại nó sẽ bị tổn thương và nó sẽ chết, dẫn đến tình trạng là cái cấp cứu chấn thương sọ não mình thất bại hoàn toàn. Như vậy thì mổ mở sọ hay cái gì khác là để làm gì? Để thực ra là để giảm ICP, có nghĩa là để giảm cái áp lực nội sọ thôi. Các bạn thấy mổ mở nắp sọ ra, giải áp nắp sọ, não phồng lên cái, lấy mô tụ ra, thì để chi? Để cho áp lực nội sọ nó giảm xuống, thì cái vùng não còn lại bên kia hoặc cái vùng não lân cận nó sẽ có móng nuôi, nè, thì nó sẽ là nó sẽ sống. Nha, còn không mình không không nhanh, mình làm không chuẩn thì cái phần não còn lại nó sẽ chết theo cái vùng não đã ung thư rồi. Và bệnh nhân nếu may mắn sống được thì sẽ sống thực vật, hoặc là bệnh nhân may mắn sống được thì bệnh nhân có thể chỉ là mất cái chức năng về nghe, mất chức năng nói, hoặc là lâu lâu lại cười, ta gọi là té giếng á. Các bạn thấy nhiều người mà hồi xưa ta gọi là mấy thằng té giếng, có nghĩa là gì? Khi chấn thương sọ não rồi nhưng mà không có cấp cứu được hoặc là cấp cứu không có ổn thì dẫn đến tình trạng là sau này cái não nó không hồi phục được, nó cười hoài, nó khóc hoài, nó gọi là thằng té giếng là vậy. Để chi? Để cho dễ nhớ rồi nha. Vậy về bài học này chỉ nhớ được cái công thức đó thôi, CBB bằng huyết áp động mạch trung bình trừ cho ICP. Mục tiêu là CBB nó phải cao thì huyết áp động mạch trung bình phải cao và ICP nó phải thấp. Thì tùy theo từng tình huống mà mình làm cho ICP nó thấp bằng cách mổ hoặc không mổ. Còn không mổ thì mình đối với cái chấn thương sọ não thì mình dùng manitol hoặc là muối ưu trương NaCl3%, đó là hai cái đó để giảm ICP. Ngoài ra thì mình có thể đo ICP trực tiếp bằng cách là mình mổ, mình đút cái điện cực vô cái não, để mình đo ICP trực tiếp qua cái hệ thống. Còn ngoài ra thì không có được thì mình sử dụng cái dấu hiệu dự báo như là tam chứng kích sinh, là mạch, rồi huyết áp nó sẽ giãn ra và bệnh nhân thở thở khó. Còn ngoài ra thì đau đầu, nôn, ói, vọt và giảm chi giác lớn 2 điểm trong vòng 2 lần khám thì có thể biết được đó là cái chấn thương sọ não. Rồi các bạn thấy sao, được không? Vậy thì nếu không có gì thay đổi thì tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với cái chương trình. Chủ yếu là dành cho các bạn học sơ bộ 3 tháng.
Tuy nhiên thực ra 3 tháng hay 1 tháng thực ra cũng gần giống nhau. Đây các bạn rất là mới đối với cấp cứu. Cho nên các bạn cần phải biết những cái cơ bản nhất của cấp cứu để các bạn hy vọng được các bạn cần cái đó, các bạn cứu được bệnh nhân. Đó là hành trang cho mình khi làm cấp cứu sau này. Các bạn về bệnh viện tỉnh, các bạn về bệnh viện huyện gặp các bạn một cái tình trạng vậy. Các bạn nhớ à xưa nhớ thánh thoáng anh đại nói vậy à, thì các bạn sẽ cứu được bệnh nhân, rồi từ đó thì các bạn an tâm hơn khi để điều trị cũng như là các bạn chuyển viện cho đúng, cho chuyển viện cho an toàn, đảm bảo được thông khí tốt, đảm bảo áp lực nội soi giảm, rồi đảm bảo cho huyết áp nó cao, các bạn chuyển viện được tốt thì bệnh nhân sẽ sống thôi. Đó là cái để suy tính rồi thì hy vọng thì tuần sau mỗi tuần thứ tư hoặc thứ năm khi nào mà sắp xếp được thời gian tùy theo lịch trực thì bác sĩ Đại chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm về các chương trình khác. Ngoài ra trong tour trực sẽ có những bác sĩ chuyên khoa khác như kia là chuyên khoa tim mạch như bác sĩ Thông, chuyên khoa ngoại tiêu hóa như bác sĩ Tân, hoặc là chuyên khoa có những chuyên khoa khác nữa như là hồi sức gì thì có thể các bạn anh chị đó sẽ hướng dẫn các bạn thêm và lại sẽ đứng ra sửa lại để đảm bảo cho các bạn trong vòng 1 tháng hoặc 3 tháng tại cấp cứu thì các bạn có thể hoàn thành được và có thể chịu cảm giác được là tự tin hơn phần nào khi đi về lại trong 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 cơ sở của mình. Vậy thôi ha, xin cảm ơn các bạn.